các bạn đã trả lời vlog tháng miền Tây hôm nay. Mình cũng lâu quá mình không có được clip để cho các bạn xem. Thì hôm nay thì bà già mình bệnh, cũng vừa bệnh với nằm nhà thương với đem về đó là cả tháng trời các bạn. Tới bây giờ mình mất cũng hơn một tháng trời mình không có được đi đâu để quay cho các bạn xem. Hôm nay mình lại gần nhà mình đó là chùa Sam Rong nha các bạn. Thì mình review cho các bạn xem. Dù hai mấy Tết nhưng mà cũng còn rất đông khách thập phương gần xa để đến viếng chùa xem phong cảnh thôi các bạn. Thì mình review cho các bạn xem nha. Đây là khách cũng ra vô tấp nập luôn các bạn. Thì bữa nay mình có dịp mình cũng lại trở lại chùa Sam Rong gần nhà mình, chứ mình không có đi bỏ chân nhang được bởi vì nhà mình không có ai á các bạn. Thì bữa nay mình nhín chút thời gian mình lại để review cho các bạn xem chiêm ngưỡng nha. Đây là khách khách lại rất đông luôn các bạn. Thì bữa nay mình sẽ review lại một ngôi chùa gần nhà mình, đó là chùa Sam Rong nha các bạn. Thôi nè, quá đông luôn các bạn, khách tấp nập luôn. Đây các bạn, sơn cũng gần hoàn thành này các bạn ạ. Đây ơi, dù hai mấy Tết rồi khách cũng là kéo gợi rất đông luôn các bạn. Ok, khách đang vô quá trời luôn các bạn. Vô miên đòn luôn các bạn ơi. Rất vui. Ở đây khu náo nhiệt không có ngừng nghỉ luôn các bạn. Ok, đang chạy xe vô và tấp nập luôn các bạn ơi. Dân này chắc cũng dân trong địa phương ở vòng vòng Sóc Trăng này thôi các bạn. Sẽ lên phía trên mình review xuống cho các bạn xem luôn nha. Đây nè các bạn, tiến tới lên trên để cho các bạn xem nha. Đây là mình tiến tới lên trên bậc thang này nè các bạn, để cho các bạn xem. Không biết là cho lên không. Đây là toàn cảnh ở xa các bạn, chia đằng xa lại. Đây lên chắc lên đường này các bạn, sợ người ta không á. Đây mình sẽ lên trên thôi các bạn. Nè các bạn, bậc thang làm bằng đá hoa cương không nha các bạn. Đây ở sau có một cái đầm sen các bạn, đầm sen rất rộng lớn luôn. Sen này chắc người ta lấy ngó các bạn đó. Mình sẽ tiến tới lên trên cho các bạn xem. Đây bên phía trên nhìn xuống nè. Đây là đầm sen. Quá lớn luôn các bạn. Mình sẽ tiến tới cho các bạn xem. Đây là sau lưng bức tượng nè các bạn. Cho các bạn quan sát cho rõ hơn. Đây là phía sau lưng bức tượng nha các bạn. Phật đăng nhập tiết bàn. Đây là cái bàn dò. Đây cái bàn dò của ngài đó. Bàn dò khủng luôn các bạn. Đây cảnh xa xa thấy đẹp không các bạn. Ở đây người ta cũng mới làm trụ cột đây. Trụ cột cũng có một làm như ngôi chánh điện như các bạn thấy bóng đó. Rất đẹp luôn, rất nổi bật luôn, làm theo kiến trúc của người Khmer nha. Đây các bạn.
là mình lên tới trên này nha các bạn, bởi vì gió quá nó hơi hú các bạn thông cảm. Đây các bạn, mình lên phía trên luôn nha các bạn. Đây đó là bên dưới, bên dưới khách tham quan lại rất đông luôn bữa nay. Là khách bên dưới nha các bạn, ở phía bên trên mình để view xuống đây. Đây mình sẽ đi tiến tới phía trước cho các bạn xem. Đây này các bạn, đây mình đã lên trên để cho các bạn xem rõ hơn về bức tượng nhập tiết vàng lớn nhất tại miền Tây. Đây các bạn, mình đang đứng trên nha, mình để view xuống cho các bạn xem cho rõ. Đây, đây là mới sơn xong cái hàng này nè các bạn. Đó, rộng rãi lắm các bạn. Làm xong rồi mình sẽ lại đây để view cho các bạn lễ khánh thành thành tượng Phật, thì mình lại đây để view cho các bạn một xem một lần nữa. Kiến trúc rất độc đáo các bạn. Đây, đây ở phía bên trên nhòm xuống ta thấy rộng rãi luôn các bạn. Đây, khách tham quan vô tấp nập luôn, không ngân luôn nha các bạn, điểm du lịch lý tưởng luôn. Cái này bị ở đây làm kiến trúc giống kiểu Thái Lan á các bạn, ai cũng nói giống Thái Lan hết. Thì mẹ mình mất, mình cũng không có được đi đâu để view cho các bạn xem. Để bữa nay mình cũng sẵn nhịp, cũng làm từng rồi xong rồi mình cũng lại đây, cũng gần chùa này, cũng gần nhà mình nha các bạn. Chùa Sam Rong nè, có khách cũng dẫn vô tấp nập luôn các bạn. Đây, mình lên trên mình đi một vòng cho các bạn xem luôn. Ê Nam, ở sau bức tượng có, ở trong bức tượng bọng nha các bạn, ở sau có cái cánh cửa vô đó các bạn, thì người ta đóng rồi chắc người ta không cho vô đâu, chừng nào làm xong mới là mình vô được nha các bạn. Ở sau bức tượng thấy bự vậy chứ bọng bên trong nha các bạn, ta làm cột rồi chắc chắn luôn á. Đây mà là mình lên tới trên mình đi view xuống cho các bạn xem nè. Đây bên hông này là có hai cái lò hỏa táng nha các bạn, theo phong tục Khmer là phải có, chùa nào cũng phải có chỗ phải có lò hỏa táng nha các bạn. Đây mình review, mình sẽ đi dài dài xuống
mình sẽ đi dài dài xuống các bạn ơi. Chừng nào mình có nhịp đi ở không thì mình sẽ review chỗ này chỗ kia cho các bạn xem vòng vòng Sóc Trăng, khu nào nổi tiếng ở Sóc Trăng thì mình đi tới. Thôi mình sẽ dài dài xuống thôi các bạn. Mình đi dài dài xuống. Đây cái này cũng mới sơn. Khách du lịch vô tấp nập luôn các bạn bữa nay. Đây mình sẽ dài dài xuống thôi các bạn. Mong các bạn cũng đừng có bỏ mình để coi gặp cái đề view. Để cái clip mình á, thì nhớ đăng ký và chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha các bạn. Thì mình không có được ở không, bị mình không có được ở không mà đi ra clip hoài. Như anh em đồng nghiệp ở Sóc Trăng mình thì mình có ở không thì mình mới được đi quay các bạn. Mong các bạn thông cảm. Thôi vậy clip mình cũng tạm ngừng ở đây nha các bạn. Tạm ngừng ở đây nha. Mong các bạn ủng hộ Vlog Thắng Miền Tây cho mình một like, một share và một đăng ký. Mình cũng chân thành cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà luôn luôn nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đây. Vậy là mình tạm nhân video ở đây nha các bạn.